Thưa quý vị, những ngày này, các ngã đường của thành phố Đà Nẵng trở nên vắng vẻ, người dân chấp hành chỉ thị 16 nên hầu như đều ở nhà. Và để bảo vệ sự yên ắng, an toàn cho mỗi mái nhà, mỗi góc phố, ngõ hẻm là sự túc trực không ngừng nghỉ của những con người đặc biệt, những chiến sĩ công an với những đêm trắng làm nhiệm vụ để giữ lấy sự bình yên cho thành phố. Vào những ngày thành phố tăng cường mạnh mẽ các biện pháp giãn cách xã hội, cả tháng nay, nhất là từ khi Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ ở các lực lượng, đặc biệt là khối phường xã, đã bám trụ từ sớm đến khuya tại các chốt trạm trên khắp địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được giao. Cũng không ít các trường hợp luồn lách tránh né và chống đấu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Thì các trường hợp này thì tổ công tác cũng phải xử lý triệt để nhằm chốt chặn cũng như là đóng lỏng các trường hợp mà bỏ chạy. Ngoài tuần tra kiểm soát tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm chỉ thị 16 tăng cường, việc phòng chống tội phạm phát sinh trong giai đoạn khó khăn về kinh tế cũng là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt trước tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên hung hăng dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, đòi hỏi sự có mặt kịp thời của lực lượng công an. Qua thời gian triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát vũ trang ban đêm giải quyết các vụ việc thì lực lượng cảnh sát 113 đã giải tán hàng trăm cái lượt thanh thiếu niên mà tụ tập, cũng như là những người dân thường tập trung tại các địa điểm ở trên địa bàn thành phố để ngồi hóng mát. Thì qua cái sự việc này thì cũng đã nhắc nhở những người dân cũng như là xử lý các đối tượng vi phạm, từ đó là nâng cao cái ý thức chấp hành về cái quy định của pháp luật cũng như là cái quy định về phòng chống dịch. Hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng đã trải qua nhiều đêm trắng từ thời điểm bùng phát dịch. Đằng sau vẻ vắng lặng của phố phường những ngày này là biết bao con người đang âm thầm lặng lẽ, nỗ lực hết mình, góp phần chung tay để cuộc sống sớm trở lại bình yên.